Ladies and gentlemen, the BBC Thưa các ngài và các bạn, chiều nay, đài BBC đã miễn cưỡng dè dặt đưa tin Điện Biên Phủ mất rồi. Nhưng đối với chúng ta, ngày Điện Biên Phủ kết thúc lại là ngày hội lớn của tất cả những người lao động bị áp bức trên toàn thế giới. Thưa các bạn, tại sao chiến thắng đặc biệt có ý nghĩa này lại xảy ra ở Việt Nam mà không ở một mảnh đất thuộc địa nào khác? Gần đây, tôi đã được đọc cuốn sách quý gồm nhiều bài ca ngợi một nhân vật vĩ đại, đó là Hồ Chí Minh. Cuốn sách có đoạn viết, Hồ Chí Minh không chỉ xót thương nhân dân mình, dân tộc mình, Hồ Chí Minh đã thấu hiểu mọi nỗi đau khổ của những người nô lệ. Thưa các bạn, vừa gấp cuốn sách thì lập tức những cảm hứng nghệ thuật đã tràn ngập tâm hồn tôi, giúp tôi nhanh chóng sáng tác một ca khúc về Hồ Chí Minh, người đang nhen lên ngọn lửa giải phóng bừng sáng ở Việt Nam. Và từ đây sẽ lan nhanh tới mọi lục địa để thiêu cháy mọi áp bức bất công. Bài hát này có tên là Bài ca Hồ Chí Minh. Far away across the ocean, far beyond the sea's eastern rim, lives the man who father of the Indo-Chinese people, and his name is Ho Chi Minh. Oh, oh, Ho Chi Minh. Oh, oh, Ho Chi Minh. From Viet Bac to the Saigon Delta, from the mountains and the plains below, young and old workers, peasants and the toiling tenant farmers fight for freedom with Uncle Ho. Served his time out on the seven seas. Work and hardship were part of his early education. Exploitation, his ABC. Ho, ho, Ho Chi Minh. Ho, ho, Ho Chi Minh. Ho Chi Minh came back from sailing, and he looked on his native land, saw the want and the hunger of the Indo-Chinese people, foreign soldiers on every